Hồi nó 12 tháng tới giờ, ba mẹ nó thì thôi nhau rồi đi tới giờ luôn. Lý do gì? Kiểu như là nhiều khi con cũng tủi thân lắm, nhìn người ta có gia đình đàng hoàng á. Điều không ngờ một bé gái năm nay đã tròn 15 tuổi và sống cùng với bà ngoại đã tròn năm nay là 14 năm. Vì lý do khi cha mẹ sinh ra vừa tròn 12 tháng tuổi, điều không may mắn với bé là cả cha lẫn mẹ đều bỏ đi và không nói một lời từ biệt. Sau một thời gian dài đằng đẵng sống cùng với bà ngoại, và ngày hôm nay bà ngoại đã lâm bệnh nặng cũng như là bệnh tai biến đang nằm liệt giường, và trong gia đình không có gì giá trị, kể cả không có nước và không có nhà vệ sinh. Một bé gái rất là có hiếu. Câu chuyện như thế nào, xin mời tất cả các anh chị cùng lắng nghe cô bé nha. Nhưng mà con nghĩ con cũng may mắn ấy, tại kiểu như là ba mẹ bỏ mình nhưng mà ông bà ngoại không có bỏ, cũng được may mắn hơn người ta một Đúng rồi. xíu. Nhưng mà kiểu như là con không hiểu tại sao mà ba mẹ bỏ con được như vậy thôi à. Ý là con muốn hỏi ba mẹ con như vậy thôi phải không? Dạ, con muốn hỏi là tại sao ba mẹ bỏ con, không quan tâm tới con. Ba mẹ, nếu mà ba mẹ thương con á, ba mẹ không có bỏ con. Nói chung là con không có muốn gì vậy, mà con chỉ muốn kiểu như là ngoại sống với con hoài hoài thôi. Ý là cảm ơn Chúa nhiều nhiều thiệt, không có ngàn bạc hay gì trong đó à. Xin kính chào các chú anh chị cùng quý khán giả. Hiện tại thì À, bạn được đang biết có thì bé gái này thì ba mẹ đã bỏ rơi từ lúc nhỏ rồi của chú anh chị, và sống cùng với bà ngoại. Bà ngoại thì đang bị bệnh cũng như là không có di chuyển được, và ngày hôm nay cũng sẵn tiện mình đi phát quà cho bà con ở xóm này đó, rồi sẽ hỏi thăm gia đình như thế nào, tại vì gần Tết rồi cũng thấy bà tội nghiệp quá, thì mình xin chia sẻ đồng video này cho tất cả các chú anh chị cùng xem nhé. Mời cả nhà mình cùng vô nhà. Rồi chào con. Dạ con chào cô ạ. Con tên gì con? Dạ con tên Thanh Thư. Thanh Thư. Dạ. À, tên đẹp quá, cho chú mượn kẹp này được không? Dạ được. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi nè? Dạ con 14 tuổi. 14 tuổi. Rồi ba mẹ đâu? Dạ ba mẹ con kiểu như là ly dị, không có chúng sống chung với nhau, nó đi làm xa hết rồi. Có thường lên thăm con không? Dạ không ạ. Bỏ luôn hả? Rồi chào bà, để con hỏi, con ngồi đi. Dạ. Dạ con xin phép ngồi đi chút xíu bà. Dạ. Ba bị bệnh gì? Dạ tôi bị tai biến Dạ. hết nửa mình đi không nổi. Dạ. Mà chú ơi, rồi nhờ nhỏ này nó đi sang sóc rồi nó nấu nước về nướng gì cho ăn vậy thôi, đi không nổi. Mà nếu mà ấy thì bò lết vậy đó, anh múc nước uống êm, rót nước uống êm vậy, nó đi nấu cơm nấu gì đó rồi không có ai hết. Chú ơi biết làm sao vậy? À, có mấy người con? Dạ tới năm người con lận mà nó đi làm xa hết rồi. Dạ, có ở chung đây không? Hay là Không, có gia đình hay sao? nó có gia đình ở cái gì Bình Thuận gì đó, đi hết rồi, Tiền Giang Bình Thuận đâu rồi đó. Rồi bây Tết, giờ như Tết này có gì không? Tết cho cha mày nè. năm nay không biết gì hay không, nó không thờ không nghe nói nữa, Dạ. không biết có gì hay là không. Rồi cái bé Thư này á, là sao, là ba mẹ bỏ từ lúc khi nào bà? Hồi nó 12 tháng tới giờ, ba mẹ nó thì thôi nhau rồi đi tới giờ luôn. Có lý do gì không? Không biết làm sao nữa, nó cãi lộn đánh lộn thì mình chồng chồng đi, mình vợ vợ đi gì đó. Dạ, cái Thư này là cháu ngoại hay cháu nội của bà? Dạ, cháu ngoại. Cháu ngoại. Vậy thôi. Dạ. Không điện không gì Mẹ con không có gửi tiền gì cho con hả con? Dạ không, con sống kiểu như là con ở với ngoại vậy cô, bây giờ chú bác cho người chút đỉnh gì đó, con ở với ngoại nhỏ giờ. Tội nghiệp vậy. Rồi con học được bao lâu Dạ nghỉ? con học được tới năm lớp 8, chưa hết lớp 8 mà con nghỉ rồi. Mình khó khăn hay mình không đi học được hay sao? Dạ một phần là khó khăn, một phần là bà ngoại già yếu ở nhà không có làm gì được á. Trời ơi, tội nghiệp gì. Bây giờ con nghỉ bao lâu rồi? Nghỉ hơn năm hả? Dạ 1 năm rồi. 1 năm rồi. Nó Bây giờ mới có 10, nó 15. học học được có 3 tháng nó mới nghỉ hè thì nó nghỉ rồi, nó đâu có ấy được lớp 8 đâu. Đứa mới có phần nửa vậy đó, phần nửa lớp 8 là nghỉ rồi, ý không có tiền theo nó cho nó đi học. Con có ai nữa rồi cô? Cái đó con thằng Út nữa, rồi vợ chồng nó thôi nhau bỏ cho mình 5 6 năm rồi nữa đó,
Hôm nay cháu nội. Cháu nội thì cũng bị tan vỡ nữa. Bị gan vỡ nữa. Con thôi hỏi trong thức ăn này coi coi là vậy đó đó. Nó đi sắp nước là sao? Nó đi xin nước người ta lại nấu cơm. Ủa nhà mình không có nước rồi con? Dạ không có cây nước. Dạ không có cây nước rồi nước này đó bị sao không chú? Ăn uống thì không được đâu. Gà vịt gì người ta lùa lợi đó. Trời ơi, tội nghiệp cái gì để coi. Là nước này là ngày nào cũng đi lấy hả Thư? Dạ, kiểu như là lấy lại cất gì á. Giờ chị nào hết thì lấy nữa. Ví dụ ở đây mà có nước sạch không, vô được không? Dạ, không có. Kiểu như là lúc trước có kêu người ta vô nhưng mà người ta không có vô cho, người ta nói đường xa quá. Dạ, khoan cây nước ở đây khoảng bao nhiêu? Dạ, con cũng biết nữa, tại cũng lâu rồi, con cũng có... Trời ơi, chú anh chị, hiện mới thấy cái tình trạng mà bỏ chai vô nước suối này nè rồi á. Nước ngọt rồi đi xin nước này về để mà nấu uống luôn hả? Dạ, nấu uống, nấu cơm. Nấu cơm, rồi tắm sao con? Rồi dạ, tắm thì nước sông nước, sao nước sông á. Xuống sông tắm luôn? Dạ, kiểu như là có cái motor bơm nước lên rồi. À, motor bơm từ sông lên? Dạ. Rồi mình lóng phèn hả? Dạ. Đâu đâu con, nước con xài đâu cho chỉ vô cơm. Con sống ở đây con không sợ hả Thư? Dạ, kiểu con ở từ nhỏ tới lớn là con quen rồi. Quen rồi hả? Dạ, kiểu như là nè, nước sông như nè. Là con bơm cái nước này lên hả? Dạ. À, cái ống nước đây nè. Đây là ống nước để mà... À, nước này xài sao mà xài được, nó bị thuốc từ sâu xuống á. Bơm lên rồi con tắm rồi, cái nhà vệ sinh đâu? Dạ không, nhà vệ sinh cũng có nữa, kiểu như là làm tạm hả? Là cái nào? Che tạm thôi. Là bên đó hả? Dạ. Che cái màn đó đó hả? Dạ, che tạm vậy thôi à. Cũng có nhà vệ sinh đàng hoàng nữa. Ồ, trời ơi, tội nghiệp gì. Rồi cái nhà sau là không có gì hết trơn hả? Trống trơn vậy? Dạ, trống trơn, không có gì hết trơn á. Nhà nói chung là không có gì hết trơn, chỉ vậy thôi. Là con tắm rửa lại. Dạ. Không có gì che kính hết trơn con. Con cũng lớn là mười mấy, mười lăm hả? Dạ. Ừ. Những cái nước này là để mình sử dụng phải không? Dạ. Tiếc quá, đây không có vô nước sạch được cả nhà. Nếu mà khoan cái nước độ tầm khoảng hơn 10 triệu mới khoan được. Dạ, con thì không có khả năng đâu. Không có khả năng hả? Dạ. Cái con sống với ngoại con, cái ước mơ con lớn nhất là cái gì? Dạ, kiểu như là... Con ước kiểu như là... Được, kiểu như là no bữa nào hay kiểu như là sao ta, kiểu như là sống qua được có được qua ngày thôi không? Dạ đúng rồi. Chú thấy con hơi run sao á, sợ hả? Dạ không phải đâu, kiểu như là con vậy á, con ít tiếp xúc á. À, dạ. Đúng rồi, cô chú anh chị, trong này chỉ có một cái căn nhà duy nhất ở trong này, trong ruộng, bởi vì bé không có được thoải mái cái tư tưởng tại vì còn run sợ. À, chú đến đây là chú cũng như là một người đi làm thiện nguyện giúp rất là nhiều bà con ở trong khu phố này rồi. Thì được biết là hồi sáng này chú phát quà đó thì cũng nghe bà con chia sẻ là gia đình của con cũng khó khăn về phần nước sạch. Mà hiện tại chú tới đây nói chung là nguồn nước thì chú vô thì ở đây là vô khó là xa. Tới chùm khoảng là 2 cây số đó có chú anh chị, nếu mà dư nước lọc mà nghe nói là không có vô được nữa. Đúng không? Con dạ. Có nói cái vụ này rồi phải không? Dạ. Nhưng mà đây nếu mà khoan cây nước thì có thể đó. Ở đây có nước mặn không con? Dạ, kiểu như là thường ngập mặn thì nước ở đây cũng mặn. Tắm là, cái này nước là tắm bị ngứa không? Dạ, kiểu như là ố ve này không có ngứa đâu nhưng mà... Thấy mặt cũng nổi mụn quá trời kìa. Dạ. Cái thứ hai, coi sống một người em là con của cậu. Dạ. Và sống với bà ngoại thôi. Dạ. Không, ngoài ra không có ai nữa. Dạ, không có ai hết. Rồi tiền xài chi tiêu hàng ngày đó, con lấy tiền đâu xài? Dạ, kiểu ngoại con tới 5 người con lận, kiểu như là người ta hùn lại người xíu xíu đó. Cho ngoại... Một tháng được bao nhiêu? Một tháng chứ cỡ 1 triệu. Ủa, 5 người được có 1 triệu hả? Thì kiểu như là người ta cũng có gia đình á. Do người 200 đi vậy? Dạ. Ờ. À, rồi sao mà đủ chi tiêu như ngoại bệnh rồi đó rồi sao? Cái này thì kiểu như là... Chừng nào ngoại kiểu như lúc ngoại nhập viện thì có bảo hiểm hỗ trợ xíu. Ừ. Thì kiểu như người ta thương thì người ta cũng cho xíu. Ừ. Thì cũng... Nói chung ba mẹ con bỏ con gì không tiếc hết ta. Nói chung là... Con vừa xinh đẹp mà giỏi vừa ngoan á nè, một mình mà biết chăm lo ngoại từ những cái công chuyện là lặt vặt, từ chăm sóc về nói chung là vệ sinh cá nhân nè, và nấu ăn uống. Và ở đây con nấu bằng cái gì? Nấu dạ. Củi hay là bếp ga? Dạ, có ga thì kiểu như là con vừa nấu ga con vừa nấu củi. Sao vậy?
Dạ kiểu như là con tiết kiệm á, thì kiểu như là nhà mình cũng hơi khó khăn, mình xài mình tiết kiệm một xíu. Giỏi quá, sụp hết trơn rồi. Rồi mấy chừng quần áo đồ cá nhân của con rồi ai ai cho tiền mua? Dạ bà con cô bác ở trong kia người ta thấy mình không có thì người ta cho mình thôi. À. Kiểu như là mấy anh chị ở trên lội đó, người ta kiểu như là người ta kiểu như là đồ người ta còn mới người ta cho mình á. Là đồ đã qua sử dụng hay sao? Dạ, đã qua sử dụng nhưng mà kiểu mà thấy người ta còn xài được người ta cho mình thôi. Trời ơi tội quá, rồi qua đi ngồi dưới ngoại đi. Dạ. Trời, lần đầu tiên nói chung là mới vô đây thấy một cái gia đình mà có một đứa cháu ngoại rất là ngoan ha bà ha. 12 tháng tới bây giờ. 12 tháng tới giờ là cha mẹ nó bỏ. Rồi để con kêu ngoại bằng ngoại luôn đi cho dễ xưng hô ha. Dạ. Là ngoại nuôi bé từ nhỏ là nuôi bằng gì? Đi bể rau mua bể gì đó đi chợ cũng thơm bán. Dạ. Rồi á, mua gạo mua gì á, đi chợ có người ta cho chút đỉnh gì đó. Dạ. Đem về cho cháu ăn. Hỏi đó, ba mẹ đùa bỏ đi rồi cô ngoại không có liên lạc với ba mẹ của bé Thư hả? À, không có điện, không có liên lạc gì được hết á. Bỏ đây là mười mấy năm ta, mười... 14 rồi. 14 năm. Dạ. Yeah. Không tin hỏi Phước An này coi. Yeah. Là cô nói sao là vậy đó, chứ không có sai đâu. Yeah. Rồi ở ruộng vậy đó, rồi đi bán rau muốn bán gì, đi bể xung quanh nhà, rồi đi chợ ngồi bán. Bán cái chợ giống thơm ai không biết bà ba bông súng và ba bông súng người ta kêu vậy không á. À là chuyên về bán rau đồng ha. À, bán rau rồi đồng. Ngoại bị bệnh này bao lâu rồi? Bệnh này 2 năm rồi. Dạ. Là đi bán không nổi không được là ấp người ta cho gạo cho vậy ăn. Dạ. Từ từ tới giờ. Nhưng mà địa phương lúc nào cũng có hỗ trợ cho những người nghèo gạo nè. Dạ. Với những phần quà Tết rồi đó có hết trơn hả ngoại ha? Dạ cho. Có bảo hiểm rồi. Có bảo hiểm rồi. Dạ. Như con hỏi này nè, bây giờ mà lúc mà những lúc khó khăn nhất con cái gửi nhiều nhất là được bao nhiêu? Trời ơi, có đứa 200 chứ có đứa 300 vậy đó. Người ăn không đủ đâu chú ơi. Người có khi không có đồng bạc trong túi ngồi khóc luôn. Ngồi khóc không hả? Có khi nào không có gạo ăn không ngoại? Không, không có thì đi mua chịu mua đựng người ta rồi ăn rồi có tiền trả người ta vậy. Yeah. Nè tiền hồi nãy nè chú. Ừ. À, tiền Mạnh Thường Quân về Châu phát rồi hả? Cái nãy nè, đó. Sao ngoại không cắt đi, để đây sao? Để đây không sao đâu chú ơi. Ý là cảm ơn chú nhiều nhiều thiệt, không có có ngàn bạc hay gì trong đó hả? Không, không có. Không còn tiền luôn. Không còn tiền. Rồi thấy cho vậy là mừng tới rớt nước mắt luôn á. Trời ơi, dữ hả? Dạ. Nói chung là nhà của ngoại ở đây xa quá, nói chung là vùng sâu, bởi vì không có được những cái anh em tới đây để mà biết đến á. Đa phần thì người quản lý địa phương thì ta biết thì có quà, phần quà đó thì địa phương ta sẽ phát cho mình. Yeah. Mà hôm nay thì con tới cũng khá là bất ngờ, vừa thấy bé trai hồi nãy là đi xin từng chai nước dìm về để mà nấu cơm. Xin bà con ở cây me đó. Yeah. Rồi người nào người ta có nước gì đó, nước cây nước gì đó, đi xin cái cho nó sách lợi rồi chở lợi rồi đặng nấu cơm. Yeah. Chiều nay hết nước vậy đó hả Thư? Dạ, anh Khang lấy rồi. Hết nước. À. Bác Khang mới lấy về. Bác Khang mới lấy về nãy. Lúc đó mình giữ chữ trong chai như vậy xài giữ hết. Trong chai như vậy để đó chừng nào xài hết đi xin nữa. Rồi uống luôn hả ngoại? Dạ nó uống luôn. Cái mình không mua nước lọc đó, có bình nước lọc mà. Bình nước lọc đó là lâu rồi, cái đó mua để đó lâu rồi. Đổi đi Thư, xong đổi đứa con, đổi ra 10 lít đó nó xài nó được lâu hơn con. Dạ kiểu như là chừng nào kiểu như là như có nào? Tiền con chia sẻ chút tên. Sao? Dạ kiểu như là lâu lâu con mới lên đổi thôi. Giờ mới hết á, hôm kia con mới đổi mà giờ hết á, con chưa kịp đổi. Mình kêu một lần là 5 thùng hay là để đi chứ con... không lẽ bắt bé nhỏ nó đi xin từ chai cho nước dạ suối không, vậy. Lâu lâu con lấy cái thùng này nè, con đi lấy nước phun tên á, con lấy thùng lại. Đi qua cây nước người ta. Dạ. Chứ không có đổi thùng nước mới hả? Dạ không. Là sao, lý do là sao vậy, không có tiền sao? Dạ kiểu như là mình đổi làm đổi mình thêm tiền á, kiểu như là thêm cỡ 10 mấy á thôi. Như là thì... dằn cọc chân lại phải không? Dạ đúng rồi. Tiền thùng. Bây giờ mình có thùng sẵn rồi mình đổi đó là đâu có mất tiền. Dạ không, người ta lấy tiền nước á. Ừ. Lấy tiền nước lọc á. Một thùng bao nhiêu? Dạ một thùng 10, 11 á. Ừ. Bây giờ là 5 thùng là có nhiêu đâu. Kiểu như về nhà mình không có á, biết sao vậy chú. Không có luôn. Trời ơi, tội nghiệp gì. Nói chung là thấy con cũng thiệt tình mà con cũng có duyên nữa.
Bây giờ chú quay này chú đăng tải lên được không? Dạ cái này thì kiểu như là chú giúp đỡ con thì con cũng mừng. Nói chung là chú đến đây là chú quay là chú chia sẻ cái hoàn cảnh của con để được cô chú Mạnh Thường Quân được biết về cái gia cảnh của con. Cái thứ nhất là ba mẹ con đã bỏ con lúc 12 tháng và thêm bé trai là bé Khang gì đó hồi nãy mới đi xin nước về là cũng ba mẹ bỏ rơi nữa. Mới 5 tuổi là sống chung với bà ngoại đang bị nằm tai biến liệt một chỗ đó các chú anh chị. Thì một cái gia cảnh thì rất là đáng thương và ở trong đồng nữa. Với lại khó khăn làm thứ nhất. Chú coi nè. Làm vậy sao con? Nè. Hoa ngoại đi ngoại làm gì chưa? Ôi khát nước quá. Bò khát nước xuống hả? Đi. Khát nước mà ngoại ngoại bò xuống đất luôn hả? Bò xuống rồi đi rót nước đó uống vậy. Thôi. Con lo không nếu mà một ngày nào đó. Nó đi rồi đó chú, nó đi lãnh này lãnh kia cho gạo 5 ký 10 ký nó đi lãnh mà không có nước. Uống khát nước quá bò đi. Trời ơi, toàn cái gì? Đó, nước để sao con không để mà cái ca nước trên đầu giường cho ngoại? Dạ kiểu như là nhiều khi con để, nhiều khi con đi gấp con quên cũng. Quên, có đi chơi bảo ngoại không? Dạ không, con không có đi chơi bảo ngoại đâu. Dạ, cô đưa ngoại được có 200 ngàn mà ngoại mừng quá. Hồi nãy em thấy một chị gái có đưa cho con 200 ngàn nữa không? Dạ đây. À. Cô mới đưa cho con 200. À. Rồi chú hỏi nè, bây giờ cái tư tưởng của con lớn nhất, cái điều mong muốn nhất là hiện tại bây giờ là con mong muốn điều gì? Con chia sẻ cái thực tình, cái từ cái trong lòng của con thực tế cho chú nghe thử coi. Nói chung là con không có muốn gì nhiều với con. Chỉ muốn kiểu như là ngoại sống với con hoài hoài thôi. Muốn ngoại sống thôi. Bây giờ con không có kiểu mà thiếu tình thương ba với mẹ, chỉ sống với ngoại là chỉ thương ngoại thôi. Thí dụ ba mẹ con về đây một ngày nào đó, về đây như thấy con gì đó sẽ kêu con đi làm với ba mẹ, con có đi bỏ ngoại được không? Dạ không đâu, kiểu như là ba mẹ, nếu mà ba mẹ thương con á, ba mẹ không có bỏ con. Nói chung là hơi nhẫn tâm xíu. Con hận mẹ lắm hả? Dạ không, con không dám đâu, nhưng mà kiểu như là con không biết tại sao mà con vậy thôi. Kiểu như là nhiều khi con cũng tủi thân lắm, nhìn người ta có gia đình đàng hoàng á. Nhưng mà con nghĩ con cũng may mắn á, tại kiểu như là ba mẹ bỏ mình nhưng mà ông bà ngoại không có bỏ. Cũng được may mắn hơn người ta một xíu. Nghe đứt ruột hơn cả nhà, nói chung là thương lắm, nói chung là tội nghiệp ghê luôn á. Thôi từ xưa tới giờ tại sao con không có liên hệ hay nhà làm gọi thấy những cái kênh thiện nguyện, con không liên hệ gọi điện? Dạ kiểu như là con không có biết á, kiểu như là con ở đây có mình con, con không có biết tới mấy cái kiểu như là mạng xã hội hay là cái gì khác á. Con có xài phone không? Dạ không. Không có điện thoại luôn? Dạ. Cái cảm ứng mình không nói đi mà cái điện thoại nhỏ có không? Dạ có, của ngoại. À, của ngoại đã nghe gọi chứ mình không có biết gì thông tin gì bên ngoài đúng không? Dạ. Rồi như là con không có điện thoại để mà lướt mạng bởi vì không có biết cái gì vấn đề gì hết cho các chú anh chị. Sống ở trong một vùng quê ở đây có đặc biệt chỉ có một căn nhà hay thôi à? Dạ có một căn nhà ở đây à. Bởi vì cũng có xử nhiều khi đường nước sạch các chú anh chị thì vô là phải như là theo một cái xóm cũng như là có liên thông hết từ những cái lỗ lớn thì có đặt ống nước sạch. Nhưng mà đặc biệt ở đây thì trong ruộng, gia đình của bé Thư này sống cùng bà ngoại thì trong đồng thì bùn sâu bởi vì rất là khó về nước sạch. Nếu mà đặt giàn khoan, khoan ở đây có thể được, nói chung giàn khoan bây giờ khoan tầm hơn 10 triệu đồng. Thì điều đó thì Bảnh không có thể nào mà biết trước được. Tại vì Bảnh là, thì có Mạnh Thường Quân thì nói với Bảnh là đi thăm những hoàn cảnh đó, nếu mà họ gần nước sạch thì có thể vô cho họ, nhưng mà đặc biệt ở đây thì không có vô nước sạch được, không biết như thế nào nữa. Hy vọng đăng tải những thước phim này lên sẽ được cô chú anh chị cùng với Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước sẽ để lại một bình luận như thế nào, hay là muốn liên hệ giúp đỡ thì cứ liên hệ trực tiếp với Bảnh. Tại vì Bảnh thấy một bé gái Thư này rất là đáng thương và đáng tội nghiệp, vừa lại ngoan nè mà vừa lại giỏi nữa, và một được cái lại biết chăm sóc ngoại từ nhỏ tới lớn, không có liên quan gì vấn đề xã hội ở ngoài nữa đúng không con? Dạ con chỉ đi học xong rồi về nhà thôi. Mà con nghỉ học gì con uổng không? Dạ con tiếc á, kiểu như là mình học kiểu mình học cũng được á. Nghĩ vậy cũng tiếc. Lúc mà tâm sự chút xíu, lúc mà con đi học đó rồi bạn bè con có hỏi gì ba mẹ con ở đâu không? Lúc đó con như thế nào? Có hỏi không? Dạ kiểu hỏi nhưng mà con cũng không trả lời tại vì mình ngại mấy cái đó lắm. Với lại kiểu như là một số người ta đồng cảm thì người ta thông cảm cho mình, còn một số người ta không đồng cảm tới cái chọc mình á.
vừa không có điều kiện mà vừa không có cha có mẹ. Nói chung là sau khi đăng tải clip này lên, chắc chắn là ba mẹ của con sẽ thấy được đầu video này. Nếu mà trên những video này con có lời nào gửi đến những mẹ của con hay là ba của con đang xem những thước phim này không? Dạ con không có dám giận cha mẹ con đâu, kiểu như là ba mẹ con sinh con ra thì con kiểu như là con kia lắm rồi, nhưng mà kiểu như là con không hiểu tại sao mà ba mẹ bỏ con được như vậy thôi à. Ý là con muốn hỏi ba mẹ con như vậy thôi phải không? Dạ con muốn hỏi là tại sao ba mẹ bỏ con, không quan tâm tới con, chỉ vậy thôi. Với giận thì con không dám giận, mình được sinh ra là may mắn lắm rồi. Giờ đặc biệt là con không có đi với ba mẹ nữa sau này phải không? Nếu mà ba mẹ về đây bắt con đi ở chung hay là đi làm chung gì đó, bắt buộc là con không đi phải không? Họ cũng đâu có tư cách bắt con đi đâu, tại vì họ không có nuôi con được ngày nào hết. À, kiểu là không có trách nhiệm với con. Dạ đúng rồi. Nói chung con cũng khôn á, sống với ngoại, con nói bà ngoại con rớt nước mắt kìa. Rồi hàng ngày đồ ăn mình lấy gì mà đi ăn, có đồ ăn? Dạ thì kiểu như là con, ngoại con có kiểu như là có tiền á, ngoại con đi mua lưới á, con đi mua lưới vậy con giăng là có con, cá à. Con xuống ruộng con giăng cá luôn hả? Dạ xuống sông mẹ. Xuống sông luôn hả? Dạ. Không sợ đĩa hả? Dạ không, ở đây không có đĩa đâu, kiểu như là người ta phun thuốc này kia nó chết hết rồi, không có đĩa. Tính ra một bé gái này rất là chịu khó nghe. Rồi cái ruộng đó là ruộng của ai? Dạ cái đó ruộng của người ta đó. À, chỉ có một nền thôi hả? Dạ. Đâu, con ra đây coi. Là có nhiều đây hả ngoại? Dạ có nhiều. À, đây có cây khế to đùng nè. Khế ngọt hả? Có ai ăn khế chả vàng chưa con? Dạ chưa. Là đất của con tới đâu? Dạ kiểu như là chung quanh đây nè, đất là chung quanh đây đó. À không như là ruộng mà lên clip hết trơn ha. Dạ. Sao đó không để ruộng làm để mà có gạo ăn? Dạ làm thì con không có biết làm rồi kiểu. Trời xinh gái chứ, ra ánh sáng này mới thấy cái khuôn mặt rất là phúc hậu ha. Một bé gái rất là phúc hậu, vừa có cái sự mà đồng cảm nữa với lại biết chia sẻ. Rồi chồng xóm này chú nghe người ta nói là con rất là dễ thương và chưa bao giờ tiếng lớn tiếng nhỏ với ai và ít khi tiếp xúc với mọi người đây nữa đúng không? Dạ tại kiểu như là quá xa rồi, với lại mình ở với ngoại từ nhỏ, ngoại mình dạy cái nhỏ nhất luôn á, bởi vì không có từng lớn tiếng hay là nặng nhẹ ra đâu. Chú thiệt mặc đấy. Dù là ba mẹ ở xa không có ba mẹ dạy nhưng mà có bà ngoại dạy. Giỏi á. Nói chung là đi học mà chưa hết lớp 8 nữa, đang nghỉ rồi cả nhà. Vì lý do là ngoại bệnh, phải ở nhà chăm sóc. Thì hồi nãy nghe chia sẻ là bà ngoại nói mỗi lần khát nước thì không có bé Thư ở nhà thì ngoại phải thả mình xuống cái từ phía giường mà xuống tới nền để mình lết đó chú chị. Lết để đi lấy nước uống, để nắng nóng. Tại vì bị tai biến thì không có thể nào ấy được. Bây giờ chú thì tới đây chú chia sẻ thì đầu tiên chú sẽ giúp cho ngoại con. Và điều đặc biệt chú hỏi con bây giờ á, con có khó khăn hay vấn đề gì không nữa không? Để chú biết đường để chú chia sẻ lên rồi chú giúp đỡ. Nói chung là con khó khăn về nhà ở nè. Nhà ở? Nhà con kiểu như là mưa là dột lắm. Dột hả? Dạ rồi cái vụ mùa nước lên thì nước vô tới nhà ngập hết trơn à. À ngập hả? Đây ngập hả? Dạ. Mùa nước lớn là ngập hết trơn. Ở chùm chuột quá trời kìa, của con luôn hả? Dạ, nghe cái khu này của ngoại con hết. Cái này mình bán hay sao? Có bán không? Dạ, kiểu như là người ta kêu mình bẻ thì mình bẻ cho người ta, còn không thì thôi để vậy. Cũng ví dụ như là người ta thu mua lại để bán những cái trường học thì con bẻ bán phải không? Dạ. Quá trời trái rồi, cái này chua hay ngọt đây? Dạ chua. Ồ, chua quá hả? Ồ, rụng hết trơn rồi cả nhà. À, cũng khá là lâu rồi, đặc biệt bảnh mới thấy cây chùm chuột ha. Ít trồng lắm, nói chung ở vùng quê, vùng sâu thì mới có trồng. Bây giờ trước nhà những cái ngôi nhà thì người ta trồng toàn là cây mai và những cây kiển thôi. Hiếm khi là có cây chùm chuột lắm. Ở đây có chùm chuột nè, và cây mít nè, và cây khế. À, có khi nào một ngày nào đó cây khế này là có duyên ăn khế chả vàng đó, giúp đỡ con sao? Dạ. Ha, đây khế từng bán không? Khế ngọt này. Dạ không, không. Có khi nào mà ăn cơm đấm này, ăn cơm muối ớt không? Có không? Dạ không, con không có y lắm, kiểu như là ăn cơm không thôi tại mấy có cái từng này... không? Có từng ăn cơm không không? Dạ từng. Nói chung là cũng thường xuyên lắm luôn á. Thường xuyên luôn hả? Dạ. Ăn cơm không vậy không có nước tương à? Dạ có chứ, kiểu như là từ thiện người ta cho, đương nhiên có kèm nước tương xíu. Còn đôi khi kiểu như là kêu quá khó mà ăn cơm không thôi. Thiệt ha. Nói chung con sử dụng nước ở đây con thấy cái da của con bị ảnh hưởng á. Dạ thì cũng ảnh hưởng thì cũng chịu thôi, tại giờ mình vậy biết sao, giờ vô nước thì xa quá, người ta vô cho mình không được. Thí dụ nếu mà có
một cô chú nào đó muốn thuê con đi làm việc nhà, con có đi không? Ừ, con đi thì được nhưng mà ngoại con không có ai trông hết. À đúng rồi, nếu mà ở thì ở tháng rồi chứ không phải là đi sáng đi chiều về được. Nếu mà nửa chừng ngoại con cũng lớn tuổi không ai trông. Nếu mà như vậy thì thiệt thòi cho con quá, vừa không có tiền để mua đồ cá nhân hay là gì đó, như muốn ăn ngon thì cũng không có được. Dạ chịu thôi, hoàn cảnh mình vậy mình chịu thôi, cũng biết sao đấy. Giờ chú tới đây chia sẻ, hy vọng sau những clip này sẽ được tất cả các chú anh chị xem được đoạn video này, sẽ chia sẻ rộng rãi hơn để cho bé Thanh Thư sẽ được các chú anh chị yêu thương hơn và để lại một bình luận như thế nào. Nên giúp bé hay không các chú anh chị? Thì trước tiên thì Bảnh đến đây thì Bảnh chắc chắn sẽ trích tiền của Mạnh Thường Vân giúp cho bà ngoại cũng như là ngoại của bé Thanh Thư 1 triệu đồng trước, để sau này để mà hữu duyên thì Bảnh sẽ giúp thêm, quay lại và sẽ theo dõi cái cuộc sống của bé Thanh Thư như thế nào. Ở đây cũng khá là thoáng mát nha, nhưng mà đặc biệt cái này con cũng lớn tuổi rồi, với lại ở trong này vắng lắm, con tối con ngủ phải kín đáo chút xíu ha. Yeah. Đừng có quên trước quên sau. Tuổi này tuổi lớn rồi, nó 15 tuổi nhưng mà tướng con rất là to. Sợ lắm, có khi sợ không? Dạ sợ chứ, mình ở mình với bà ngoại. Trong đồng với ngoại thì ngoại không có di chuyển được nè. Dạ. Con thì con gái cũng lớn rồi, đúng không ngoại? Cũng sợ chứ, sau này nó lớn rồi ngoại già rồi, ai la riệp. Dạ. Ủa cái này con chia sẻ với đoạn video này lên hả ngoại ha? Dạ. Còn ngoại có từng đi khám không? Hay là sao, có đi tập vật lý trị liệu không? Đi nằm bệnh viện ở 30 tháng 4, 2 tuần. Yeah. Mới xuất viện lại cỡ 2 tuần nay. Dạ, yeah, có ai chăm? Bé Thư hả? Bé Thư nó đi chăm rồi, cửa bỏ, nhà bỏ cửa đó lại. Nhà mình đâu có cái gì đâu hả ngoại? Có cái gì đâu. Có gì quý giá nhất ở trong nhà con? Dạ, con cũng quý nữa nè, nhưng mà nói chung là cái gì nhà con không có gì hết trơn á. Không có gì luôn. Chấm lỏng. Con bật đèn lên coi chú xem cái nào. Ủa, ai ngủ dưới đất vậy? Dạ, em con. À, ở đây là được một cái vách tường nhưng mà cái tôn thì nó cũ, nó lủng lỗ hết trơn rồi cả nhà. Tôn lủng lỗ hết trơn rồi. Dạ, nhà dột hết trơn rồi. Chỗ con ngủ có dột không? Dạ, dột có, kiểu như là nó bị lủng kia hết trơn rồi đó. Tôn, cái này dạng thiết hồi xưa chứ không phải tôn nữa. Tôn bây giờ người ta làm từ 4 ly hay là 4 dăm gữ. Với lại là tôn mưa nóng á, thì nó cũng cản nhiệt được. Bây giờ tôn nó sản xuất ra là cản nhiệt được. Còn cái này là những tấm thiết là nó rất là mỏng, nó chỉ được mấy ly thôi à. Mỏng lắm như giấy vậy. Nhà này nhà tình thương đó. À, nhà tình thương các hồi xưa bên chính quyền cất cho ha. Dạ, dạ. Nhà tình thương. Với lại đây có wifi gì không con? Điện. Dạ không có, có không. Điện thôi à. Nhà không. Có điện. Không có wifi, bởi vì dạ. Con đâu có sử dụng. Một ngày nào đó ai tặng điện thoại cho con lấy không? Dạ thì kiểu như là cho con thì con cảm ơn. Hình như cái tuổi con là cũng thích cái xài điện thoại đó. Dạ thì kiểu như là tuổi con thì kiểu như là tuổi lớn mà nó cái gì nó cũng mới hết trơn á. Đi ra đường thấy ai cũng có phone hết trơn phải không? Dạ. Mà con không có. Dạ thôi kiểu như là giờ mà kiểu như là con không có mong gì hết trơn á. Cái đó cũng chỉ là cái phương tiện theo mình thôi. À. Không cần ha? Dạ không cần thiết. Cần là cần cái gì nhất? Cần về cần... kiểu như là cần mình có cuộc sống đầy đủ thôi. Đầy đủ là như thế nào mới là đầy đủ? Đầy đủ với con á là kiểu như là ngày nào cũng kiểu như là có cơm ăn, có nói chung là có cơm ăn áo mặc là được rồi. Ừ. Không có đòi hỏi cao sang. Dạ. Ừ. Rồi dễ thương hơn. Thôi thì không để mất thời gian nữa thì chú sẽ giúp cho ngoại con trước 1 triệu. Dạ. Ha, về cái chuyện phát hồi sáng thì cái tính riêng cái đó hồi sáng là Mạnh Thường Vân chị Châu là tặng cho ngoại con 200. Thì hữu duyên thì Bảnh tới đây phát quà thì được hay là gia đình của bé Thư thì ba mẹ bỏ đó với chú chị, bỏ từ lúc 12 tháng sống cùng với bà ngoại tới bây giờ năm nay là 15 tuổi và rất là có hiếu. Và đặc biệt gia đình đây là không có thể nào mà có nước sạch thì tắm bằng nước sông và đi xin nước để mà nấu ăn với chú chị. Nói chung là rất là bế tắc. Hy vọng một ngày nào đó thì sau khi đoạn clip này đăng lên sẽ được cô chú anh chị với Mạnh Thường Vân cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình có một cây nước sạch hay là gì đó. Nếu mà được thêm nữa sẽ lọt lại cái mái nhà cho bé Thư, cho để bé Thư có thể yên tâm hơn và làm cửa lại cho kính. Tại vì bé cũng đang tuổi ăn tuổi lớn.
thì ở đây trong đồng vắng cũng hơi khó xử, tội nghiệp cho con. Dạ. Thì con ngủ ở đây rồi ngoại thì bệnh ở đâu biết rồi la bây giờ. Nói chứ ở đây có chuyện gì cũng không ai hay luôn đó chị gái. Rồi vắng quá chị, bởi vì em thấy thấy lo đó. Nếu mà bà ngoại còn khỏe thì con có thể đi làm công việc nhà, giúp đỡ việc nhà hay là gì đó ok hơn. Mà bây giờ ngoại vậy rồi, một mình con phải chăm sóc hết luôn. Thôi hồi nhỏ thì ngoại nuôi con thì bây giờ lớn lên mình chăm ngoại lại. Ờ à, giỏi đó, đúng rồi. Thì chú đến đây thì chú sẽ trích tiền của Mạnh Thường Quân giúp cho trước 1 triệu. Xưa giờ là có ai là đây giúp cho 1 triệu, 2 triệu cho con? Dạ chưa có ai hết trơn á. Chưa ai giúp hả? Dạ kiểu như là thì kiểu như là mấy người trong xã trong kia thì người ta có cho quà Tết. Quà Tết thôi. Nói chung là ý là không có kênh nào xuống đây để mà quay hỗ trợ hả con? Dạ, dạ đúng rồi. Ừ. Nhà con ở vùng sâu vùng xa ít ai biết tới á. À rồi hôm nay là hữu duyên ha. Dạ. Mừng không thì hồi nãy là chú thấy con sợ sợ chú sao á lúc đầu phải không? Dạ không, kiểu như là con có tiếp xúc với ai nên là con bị vậy đó. Thấy người lạ hả? Dạ. Ồ rồi sao hết lạ chưa? Dạ cũng từ từ mới. Từ từ hả? Dạ tôi quen chưa, sau này chú có nếu mà hữu duyên chú sẽ lên xuống đây hoài đó, hy vọng. Kính mà... thưa tất cả các chú anh chị vị khán giả, thì sau khi tìm hiểu về gia đình của bé Thư đang nuôi bà ngoại đang bị bệnh tai biến nằm liệt giường, thì gia đình của bé thì rất là khó khăn. Bạn cũng chia sẻ cùng với bé Thư nãy đó, thì ngày hôm nay thì bạn sẽ trích tiền của Mạnh Thường Quân, đó là cô Liên Nguyên ở Cali lúc trước có gửi cho bạn đó, thì còn lại là 11.023.000 đồng. Và ngày hôm nay thì bạn xin phép là trích ra 1 triệu để giúp cho gia đình của bé Thư, cũng như là để có tiền trang trải như là ngoại bệnh bất tử, để có tiền mua thuốc hay là mua gì đó cho ngoại. Xin cảm ơn tất cả các chú anh chị biết khán giả rất là nhiều. Và số tiền này thì bạn xin nhắc lại là số tiền của cô Lê Nguyên, còn lại 11 triệu. Bây giờ bạn trích ra 1 triệu nữa thì còn lại 10.023.000 để đi thăm những cái hoàn cảnh khác. Và những số tiền của gia đình của bác Quý và các cô Mạnh Thường Quân đã gửi cho bạn thì từ từ bạn sẽ sử dụng tới tới các chú anh chị. Đó thì chú sẽ thay mặt cô Mạnh Thường Quân, đó là cô Lê Nguyên ở Cali, giúp cho ngoại con 1 triệu ha. Dạ. Ừ, dạ, con cảm ơn chú. Con cất tiền cho kỹ, tại mình ở dưới quê, với lại mình ở đây á, cửa nẻo rồi, không có kính đáo. Dạ. Mừng không? Sao dạ, nhận dạ được? Con mừng chứ, kiểu như là lâu lâu mình mới cầm được cái số tiền này chứ. Ừ. Chứ không có để được hoài đâu. Vậy đi nói với ngoại kìa, nói ngoại ơi có tiền ơi. Nói với ngoại đi, ngoại mừng ơi, cho ngoại mừng rồi. Mẹ giờ chú kiểu như là thay từ thiện mạnh thường quân thay mạnh mặt mình bình thường quân á cho mình ủng hộ mình chịu này giúp cho ngoại chịu dạ dạ con tới đây con thay mặt bình thường quân cô Lê Nguyên giúp cho ngoại chịu ha dạ con chúc cho ngoại mau mau khỏe lại để cùng nuôi dạy thêm bé Thư để con thấy bé Thư rất là ngoan đó thương lắm rất cảm ơn cô mà chú cô chú nha quá mừng luôn. Dạ mừng lắm hả? Quá mừng luôn, thiệt mừng tới rớt nước mắt thiệt. Dạ. Tại vì bữa nay không có tiền bạc gì hết, nhịn. Nhịn luôn hả? Nhịn, không có nước nuôi gì uống luôn, uống nước trà đồ không hả chú ơi. Dạ, tội nghiệp ha. Dạ. Rồi chiều nay nấu cơm đi, mua đồ ăn cho con. Dạ, còn sáng con có mua thịt rồi. Ừ, vậy nấu cơm cho ngoại đi, ngoại ăn cơm được nhiều không? Ngoại có ăn cháo không hả chú? Cháo không hả? Cháo trắng có bằm thịt không? Cháo dạ. Trắng đi. Ngoại con ăn thịt không được nữa. Thịt không được, cháo trắng, cá kho đồ gì. Dạ, cá kho tiêu. Nửa chén, dạ. Cháo ăn nhiều vô ngoại? Dạ. Con mua sữa uống được không? Uống sữa không à? Dạ. Chú ơi, uống sữa không à? Ừ. Mỗi ngày con đi công việc ngoài đó con đi bằng gì? Dạ con đi xe đạp. À xe đạp hả? Ồ có xe đạp, ai mua cho? Dạ xe đạp đó là nhà trường cho bé Khang á. Ừ. Nhưng mà kiểu như là nhà lúc trước con đi học người ta cũng cho chiếc kia nữa. À. Dạ được 2 chiếc. Để di chuyển. Dạ. Để chở nước. Trời ơi, nói chung là nói gì nhắc gì nước mới nhớ nè. Bởi vì đây nè cả nhà. Nước này là để mà nấu uống á và nấu ăn luôn á. Như vậy đó, một ngày là bao nhiêu chai? Dạ, kiểu như là rảnh thì đi chắc cỡ hơn chục chai. Còn chục chai. Con rảnh thì có. Mà sau này đi đổi này đi con. Dạ. Đổi này đi, đừng có cho bé đi xin là chở lạng lách xin mệt lắm. Con đi là con đi lấy 2 thùng đi không à, cho bây giờ bữa nay hết rồi đó, con chưa kịp đi nữa là tại bận. Thôi thì chú cũng về luôn, chị cũng chiều rồi. Con xin phép về luôn ngoại nha, chúc ngoại nhiều sức khỏe ngoại. Hy vọng một ngày nào đó con sẽ đủ duyên sẽ tới đây để mà khoan một cái nước cho ngoại.
Tại vì con cũng tưởng đâu là vô nước sạch được, con vô đây là con làm nước sạch cho luôn liền luôn, mà bây giờ cái vị trí nó khó khăn quá, con có thể nào vô được. Hy vọng một ngày nào đó con sẽ đủ duyên để khoan nước sạch cho ngoài một cái ha, để mà cùng sinh hoạt, cũng tội nghiệp cho bé Thanh Thư này. Tại vì tắm thì tắm nước đìa và nước sông không à, có chú chị. Một bé gái thì khá là xinh đẹp đó, cũng như là mỹ nhân xinh đẹp ẩn trong rừng đó. Ngày hôm nay thì bảnh phát hiện ra cái tâm tư nguyện vọng của bé thì không có đòi hỏi gì cao sang, chỉ mong đủ ăn đủ mặc thôi, có gạo ăn làm vui rồi, đúng không con? Còn giờ còn gạo nhiều không? Dạ còn có 10 kg thôi. Còn 10 kg thôi, rồi hết 10 kg đó mua thêm 25 kg đi. Gạo giờ cũng đang xuống giá rồi. Dạ. Mua gạo mềm cho ngoại đi, nấu cháo cho ngoại ăn dễ ăn hơn. Nói chung là con cảm ơn chú, con cảm ơn cô rất là nhiều luôn á. Không sao. Cái phước của con mà, tại vì con nuôi bằng ngoại thì ông trời đâu có bỏ rơi ai bao giờ đâu con. Mình làm phước thì được phước thôi. Dạ. Cố gắng đừng có nghe lời dụ dỗ của một ai đó để mà đi vào con đường tầm bậy tầm bạ ha. Dạ. Cố gắng sống tốt thôi con. Kính thưa tất cả các chú anh chị cùng quý khán giả, bây giờ thì Vọng Mạnh xin được khép video tại đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô Lê Nguyên rất là nhiều, và cũng không quên cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị bí mật thần vương trong nước và ngoài nước đã luôn luôn đồng hành cùng những kênh Vọng Mạnh. Hy vọng một ngày nào đó Mạnh sẽ đủ duyên đến đây để tặng cho gia đình một cây nước. Thì xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều, và để lại một bình luận để Mạnh biết cái cách xử lý như thế nào của cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.